Hello, hôm nay đang ở chỗ Grandscape này là ở bên phía bắc thành phố Dallas chút xíu ở tiểu bang Texas. Thì hôm nay là cái đại hội mà chúc ăn mừng ngày độc lập của tiểu bang Texas. Thì hôm nay sẽ có trò chơi pháo bông rồi đủ thứ hết. Thì mình đang ở đây chơi, mới vừa đậu xe vô thì có thấy rất là đông, khá là đông xe ở đây, rất nhiều xe. Bây giờ thì chúng mình ra chơi thôi. Hẹn gặp trong đấy. Và bây giờ tụi mình bắt đầu thả drone lên để mà cho nó bay quay cảnh trên cao cho các bạn coi trước. Và ở đây có cái vòng đu quay, rồi có những cái lễ hội ca nhạc. Và đây là cái bãi đậu xe, các bạn nhìn thấy trên cao rất là nhiều xe. Còn đây là phong cảnh của thành phố ở bên phía ngoài. Và bây giờ đi vào sân khấu chính, nơi mà mọi người đang tụ tập chuẩn bị nghe nhạc. Và mọi người dẫn gia đình họ tới đây để mà tụ tập lại ăn uống rồi nhảy múa. Và ở đây là cởi con bò điện tử. Thì con bò điện này là cái phong tục tập quán của tiểu bang Texas và cái mấy thành phố của cowboy tượng trưng. Thì nếu mà ai mà ngồi lâu thì sẽ là rất là hay. Và đây là một phong tục khác, là mình vuốt cái con armadillo này. Con này là một con vật tượng trưng của tiểu bang Texas luôn. Đây là một phong tục khác, thì có anh cowboy rất là cao, chân cao đây, thì mọi người tới đây để mà chào đón rồi chụp hình chung. Và đây là nhóm bạn của tụi mình đây, thì tụ tập ăn uống. Khúc này đang thử cái đồ cầm phone mới vừa mua thì không thể nào mà điều khiển gì đó, cái thứ luôn hết. Và bây giờ họ vừa báo là chuẩn bị bắn pháo bông. Và thật sự mình không biết cái bé này đang làm gì nữa. Và bây giờ là những giây phút cuối cùng của màn pháo bông, là màn kết thúc đây, rất là đẹp. Hy vọng các bạn thấy cái video này là có vẻ thú vị và cũng thưởng thức nó. Thì nếu các bạn thích thì hãy nhấn like và subscribe channel giùm nhé. Rồi sẽ có những video mới sau này. Oh!
nhớ mặt chị rồi, AI rồi. Thôi xong rồi. Đi vậy.